睡。Chưa mà lâu quá. Rồi mấy đứa, mấy đứa biết biết nhảy vũ điệu làng lá không? Không. Thôi đi, không không nữa. Vũ điệu làng lá mà bữa nay không biết là thật tối cổ rồi. Nhức cái đầu quá hả? Thôi chúng ta cùng đi tiếp. Đây, anh trên chúng ta tục. À, đây là tống da bồ 3.000 năm. Giờ chưa đâu. Đây, ta cùng đi tiếp cuộc hành trình. Chúng ta đi qua bên phía bên này đi. Ừ, đây đây có những cái bình nước gì đây này. Những cái bình nước. Bình rượu ghe. Đây. Đó. Chén. Cái này là cái chén. Xoay. Bọn kia. Bọn kia hấp dẫn chưa? Còn nữa chưa thấy đâu. Còn bên trong này nữa này. Chấn động hơn nữa. Cần đi càng đi càng chấn động. Đây chúng ta sẽ ghé qua một sạp thổ cẩm này. Đây là những cái thổ cẩm dệt bằng tay hoàn toàn thủ công. Đó. Đây là dệt hoàn toàn bằng thủ công bằng tay hết, mọi người ra được tấm vải thổ cẩm như này đây. Quá đi chấn động luôn. Chúng ta cùng tiếp tục hành trình. Chúng ta có một cây gì đây gọi là kho lúa. Đây. Ở Gia Lai có một cái kho lúa đây. Kho lúa Phi Đăng. Đó. Thấy chưa? Lúa sẽ được cắt ở đây cho mùa vụ. Ở đây có những cái rổ này. Cái rổ cái đá này. Đây. À, cái đây ta thấy một cái gì lạ đây.